Ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Văn Bảy, sinh năm 1983, Lê Thị Hương, sinh năm 1990, cùng chú tại thôn Triềng Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, và Phạm Thị Dinh, sinh năm 1999, chú tại phố Lê Lợi, thị trấn Ngọc Lạc, huyện Ngọc Lạc, cùng về tội danh gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1, điều 318 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với các bị can Phạm Văn Bảy và bị can Lê Thị Hương, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phạm Thị Dinh. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 7 năm 2020, tại thôn An, xã Giao An, Công an xã Giao An, huyện Lang Chánh tiến hành bắt giữ một vụ vận chuyển măng tươi trái phép. Lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật vi phạm về trụ sở công an xã để giải quyết. Quá trình giải quyết vụ việc tại trụ sở công an xã Giao An, các bị can trên cùng một số đối tượng khác là người thân trong gia đình đã tụ tập gây rối an ninh trật tự tại trụ sở công an xã Giao An, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công an xã Giao An, gây mất an ninh trật tự tại khu vực thôn Triềng Nang, xã Giao An, ảnh hưởng đến trật tự chung, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân tại địa phương. Xét hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, do đó cần phải xử lý nghiêm để tạo tính răn đe, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh và các ngành chức năng đã tiến hành điều tra khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.